Xin chào mọi người, thì hôm nay quay trở lại với channel của mình đây. Nhưng mà trước khi đi vào chia sẻ thì hôm nay mình sẽ sử dụng một số con san hô trong hồ mình để mình đi trao đổi để lấy em truy về. Thì như mọi người thấy, cây truy đã có sẵn trong hồ, nhưng mà làm sao để nó nằm trong hồ thì bây giờ mình cùng theo chân mình tới nhà của một bạn để mình cùng trao đổi một cái con san hô mới ôm về hồ. Thì sau khi mọi người cũng thấy thì mình đã sử dụng một em táo đỏ này, một em SPS Monty cành và một em Joa để mình trao đổi lấy cây truy cổ thụ này về chơi nha mọi người. Thì cây truy này nó là cây truy Indo mọi người. Cây truy Indo này em đã chơi cũng lâu rồi. Nói chung cái hồ em nó chơi rất là đơn giản thôi, em chỉ chơi truy thôi. Bản này bản chỉ chơi truy nè, cỏ nè. Thì như mọi người cũng thấy, mình có quay cái hồ của bản sơ sơ cho mọi người coi đó, thì bản sắp lên hồ khác á, cho nên là bản thấy cây này cắt ra tiếc quá, cho nên là đổi với mình để bản lấy FPS, bản chơi ở một cái hồ nano nhỏ hơn full FPS đó. Thì mình cũng có quay cái hồ đó cho mọi người thấy ở trên đó, em có chơi hồ nano SPS đó mọi người. Nhờ mình thì chơi hồ nano SPS đợt trước mình bị toang rồi, nhưng mà em này chơi rất là thành công nha. Mình thấy san hô của bạn rất là kiểu như tươi á, có phát triển, có lan chân luôn. Thì nếu mà có dịp thì mình sẽ review cái hồ đó cho mọi người coi. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với cái hồ của mình ha. Thì mọi người thấy nè, đấy, nguyên cái tree bự đó mình đã dời nó nằm ở đó. Sau đó mình đưa cục donut của mình nằm ở đây, qua phía bên đây để cho nó đỡ bị che sáng bởi cây truy. Còn cây sừng, thì mình cũng mới tạo cái sừng luôn nè. Mà cái sừng này mình sẽ đặt nó ở dưới tại vì nó khá là to. Sẵn đây, nếu như mọi người ai mà có ở gần khu vực của mình á, mình ở khu vực Biên Hòa, Đồng Nai nha, thì mình sẽ tặng cho mọi người cây sừng này, cây truy sừng này với cây nấm này nha. Tại vì hai cái em này nó hết chỗ để rồi, mà nó đang càng ngày càng lớn ra to quá. Mình muốn tặng đi để cho nó rộng chỗ, để cho hồ mình có cá, có chỗ cá bơi á. Nguyên cái chi Indo kia là nó chưa nở hết á, nó mà nở căng hết là nó tản như cây cổ thụ vậy á. Đó, mọi người thấy không? Mình mới sắm em nẹ, em bê kìa. Bên đâu đang ăn rêu rất là kiểu siêng. Nói chung là cá này là cá mình cũng được một bạn kiểu giống như bạn lên hồ á, xong bạn thanh lý lại nên cá rất là khỏe.
nói chung là dạng không có phải là cá mới mua ở ngoài. Cái chiên đô này á, bạn nuôi ở cái hồ cũ của bạn á là không có máy lọc, bạn chỉ chơi lọc thùng thôi đó. Mà bạn nuôi tầm mà bự như thế này rồi á là cũng phải mất hơn 1 năm 2 năm á, thì cây nó cũng đã như vậy. Mà mình hỏi bạn nuôi theo như thế nào thì bạn chia sẻ là bạn chỉ có thay nước với lại sử dụng đèn Aquanite mà M029 đấy mọi người, chỉ có thay muối nè, chơi lọc thùng nè, không có chiller, nhà mát mở quạt thôi, nước thì cứ dưới tầm 28-29 độ đó, thì cái màu của nó sẽ không được sáng hơn thôi. Nếu như mọi người giữ được cái nước mà nước 27-26 độ đó, thì với lại có một cái đèn nó khỏe hơn một tí đó, thì cây chuy này nó sẽ rất là sáng màu nha, chứ cây này là nó đang bị hơi bị tối màu đó, nó chưa có được sáng. Nó sáng á là nó sẽ như cái cỏ kìa mọi người, nó sẽ sáng sáng na ná cái cỏ đó, còn cái chuy này nó đang hơi bị tối màu. Thì cách nhận biết của cái chuy Indo á, thì mọi người theo cách của mình á, thì mình cũng có tham khảo nhiều anh em có chia sẻ lại cho mình, thì chuy Indo là cái thân của nó sẽ màu tím và cái tán của nó sẽ có hơi phản quang, rồi cái polyp của nó thì không có được phản quang nhiều mọi người, chủ yếu là cái phần thân nó sẽ có dạ quang sáng thôi. Còn chuy Úc á, thì hình như là thân với lại tán và polyp nó cũng sẽ sáng luôn mọi người, nó sẽ sáng xanh luôn. Thì đấy là cái cách mà mình có thể nhận biết được hai cái dòng chuy cơ bản mà mọi người hay chơi phổ thông. Ngoài chuy Indo với chuy Úc thì mình có Kenya chuy cũng thuộc dạng một dòng chuy Úc, nhưng mà cái bông polyp của nó sẽ màu tím. Mình sẽ để hình ở đây cho mọi người so sánh nha. Rồi còn một giống nữa đó là chuy Nhật. Chuy Nhật thì cái polyp của chuy Nhật nó nằm ở trên cái thân, nó sẽ rất là dày, nó dày cộm luôn, chứ nó không có mỏng như vậy. Ở đây là cây chuy này nó do nó bự cho nên là cảm giác cái polyp của nó dày á, chứ thật ra nó mà nở căng nó xòe ra thì nó sẽ hơi thưa, nó không có được dày như là chuy Nhật đâu. Chuy Nhật nó rất là dày. Nếu mà có điều kiện á thì mình sẽ sắm một em chuy Nhật để mình về mình nuôi thử rồi review cho mọi người coi, sẵn sưu tầm luôn. Thì ngoài ra mình có chuy sừng của Việt nè, đó, cỏ. Và mình FPS của mình đã sử dụng, mình đã lấy một con táo với một cục da để đổi lấy cái này. Còn giá thành mua một cục to như thế này thì mình không biết nó tầm bao nhiêu hết, tại vì cũng có nhiều shop họ ít bán cái cổ thụ lắm, tại vì cổ thụ to thì thường họ fray ra nhiều frag nhỏ để có thể cho nhiều người được chơi á, chứ nguyên một cây bự như vậy ít người mua lắm, tại vì cũng nhiều người hồ nhỏ mọi người. Nuôi chuy Indo thì cũng dễ thôi mọi người, tại nó cũng là dòng sọt mà, nó không có khó nuôi như là những cái con LBS hay là SBS. Thì chuy này chủ yếu là mình cứ đánh mạnh vào đèn xanh nước biển đó mọi người, xanh dương ấy. Còn trắng thì mình đừng có để nó vượt quá 30% về đèn thôi. Còn chế độ dinh dưỡng thì mình một tuần mình vẫn cho ăn AB cộng thôi mọi người. Với lại nước mình sẽ giữ mát, thì một thời gian sau cái màu của cái con chuy này nó sẽ tươi lên. Thì thời gian sau nữa nếu mà có thay đổi thì mình sẽ update cho mọi người ha. Còn bây giờ cây chuy này mình đang cảm nhận màu nó chưa có được sáng lắm. Khi nào mà nó sáng cỡ như cái cục cỏ ở dưới nè, những cái con cỏ bên này là nó đang sáng nè, đó, cỏ da bò. Còn cây chuy này nè nó vẫn chưa sáng màu lắm. Bên đây thì là chuy sừng của Việt, nó cũng có màu xanh nhưng mà xanh nó không có rực rỡ đâu mọi người. Khi mình nhìn thực tế ở ngoài thì nó sẽ có xanh thôi, nhưng mà xanh này nó cũng không rực rỡ lắm. Khi nào mà nó xanh được như cỏ như kìa nó thì nó là xanh rực luôn, xanh neon á mọi người. Rồi thì video của mình hôm nay là chỉ tới đây thôi. Nói chung mình biết sơ sơ về con chuy này, để một thời gian nữa mình nuôi em nó xem có tiến triển như thế nào mình sẽ update ở video sau cho mọi người ha. Còn video này của mình tới đây là kết thúc rồi. Và mọi người đừng quên hãy tích vào cái chuông và nhấn subscribe để ủng hộ kênh cho mình nha. Thì mình sẽ ra được những cái video. Nếu như mọi người có những câu hỏi gì đó hãy để lại ở comment, mình biết mình sẽ chia sẻ và mình giải đáp cho mọi người ha.
Và bây giờ mình xin chào mọi người.